chiến giữa đội 4 là đội mặt trời. Chèn 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 chèn. Và đội thứ 2 là đội 5. 5 là đội biển xanh. Téo 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 téo. Mặt trời sẽ chiến thắng hay biển xanh sẽ chiến thắng? Đấy là một câu trả lời mà chúng ta sẽ có ngay sau đây. Những ai về đội mặt trời giơ tay. Giơ sát vào. Thầy nhìn đấy. Đây là những bạn chọn đội mặt trời. Đây là những bạn có đáp án không biết vì thầy chưa giải. Tiếp tục. Những ai chọn đội biển xanh giơ tay. Đây là những bạn rất đông. Và đây là những bạn có đáp án hoàn toàn thầy không biết vì thầy chưa giải. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải giải thôi đúng không? Không giải là sao biết được. Ô, bây giờ tôi chưa giải tôi làm sao tôi chưa làm làm sao tôi biết được mấy từ lấy đúng không? Bây giờ bắt đầu nhá. Ai đi, chúng ta sẽ đi tìm từ lấy cho thầy. Ai xung phong tìm từ đầu tiên? Thầy mời Lưu Hương Giang. Em từ lấy từ ồn ào. Ồn ào. Tại sao ồn ào là từ lấy? Vì sao? Bởi vì hai từ này đều là từ lấy khuyết âm đầu. Không được nói sai nhá. Hai tiếng này đều không có âm đầu, được chưa? Và tiếng ồn thì có nghĩa nhưng tiếng ào có nghĩa không? Tiếng ào không có nghĩa, đúng không? Ví dụ nói là ui dồi ôi, lớp 4 hôm nay ồn thế. Đấy, thầy tức mình thì nói thế. Nhưng mà thầy không thể nói là sao hôm nay các con ào thế? Có ai hiểu gì không? Có ai hiểu tiếng thầy không? Không, đúng không? Rồi, vậy thì tiếng ồn có nghĩa, tiếng ào không có nghĩa. Hai tiếng này cùng không có âm đầu, vậy đây là lấy khuyết âm đầu, một trong các trường hợp đặc biệt của từ lấy. Ai tìm cho thầy từ lấy tiếp theo? Trâm Anh xinh gái. Bị ối ạ. Tại sao đây là từ lấy? Em nên là bởi vì hai tiếng đều không có âm đầu và không có nghĩa. À, hai tiếng đều không có âm đầu, đều không có nghĩa. Và nó tạo thành một từ, nó chỉ cái tiếng gọi nhau ấy, đúng không? Tiếng gọi nhau, ý, ới. Đấy, vậy thì đây là từ lấy. Cũng là trường hợp đặc biệt của từ lấy. Tiếp tục, ai xung phong tìm từ lấy thứ ba. Thầy mời Quý xinh gái. Em thưa thầy là từ cuốn quýt ạ. À, cuốn quýt, tại sao cuốn quýt là từ lấy ạ con? Bởi vì là cả hai từ đều không có nghĩa. Cuốn nó có nghĩa chứ. Cuốn cuốn cả cuốn cây hả thầy? Không phải. Tôi cuốn cả chân tay lên. Vì cuốn quá nên bạn ấy đã làm bài sai, đúng không? Cuốn có nghĩa. Nhưng quýt có nghĩa không? Không ạ. Không, quýt không có nghĩa. Nhớ nhá, một bạn đợt trước thầy cho một bạn lớp 4 cứ cãi thầy. Cãi thầy nhà em trồng vườn quýt, thầy lại bảo quýt không có nghĩa. Nhà em trồng vườn quýt, thầy có mang tin em mai em chảy cho thầy một cân quýt đem đến không? Đấy, cứ cãi thầy để thầy bảo là cuốn có nghĩa nhưng... Từ quýt chỉ là từ đi theo. Đúng rồi, nó chỉ đi theo cái tiếng cuốn này thôi. Và quýt, cuốn quýt, tại sao hai tiếng này nó có vẻ như khác âm đầu mà lại là từ lấy? Thì các con nhớ cái trường hợp đặc biệt của từ lấy. Cờ, C, Q, K thì đều là cờ, đều là âm đầu cờ. Nhưng chỉ được viết bằng các con chữ khác nhau mà thôi. Do đó đây là từ lấy âm đầu cờ. Được chưa? Tiếp tục chọn cho thầy. Ai xung phong? Thành Hưng. Em đưa thầy là từ lẫn lộn. Lẫn lộn. Ví dụ thế này nhá. Tôi bị lẫn cái bút ở trong đống đồ đạc. Có nghĩa không? Có. Tôi đã nhìn lộn thầy Khải với Sơn Tùng FTP nên đem tặng hoa cho thầy Khải và quên không tặng hoa cho Sơn Tùng FTP. Vậy thì lộn có nghĩa không? Có.
thì lẫn có nghĩa, lộn có nghĩa, cả hai tiếng có nghĩa, thì con phải tè vào đây chứ. Lúc cần phải tè thì con lại không tè. Nhá, chú ý cho thầy. Thầy mời Minh Quân nào. Con thưa thầy là từ sạt sẵn sàng ạ. Sạt sẵn sàng ạ. Trời ơi, sau lớp 4 rồi phát âm buồn cười thế con. Nào, phát âm lại cho thầy nào. Sạch sành xanh. Con gái thầy cũng bị giống con, cũng phát âm giống con. Sạch sành xanh. Đấy, trời ơi, giống y gì đúc luôn. Em bé nhà thầy cũng bị cái lỗi này nhá. Rồi, sạch sành xanh. Đây là từ lái ba. Chỉ có tiếng sạch có nghĩa thôi. Tiếng sành, tiếng xanh không có nghĩa. Sạch sành xanh là từ lái âm đầu và là từ lái ba nhá. Ok, như vậy đội 1, 2, 3, 4. Hiện tại đội 4 đang chiến thắng. Yeah. Hiện tại nhá. Nếu tìm thêm được một từ, đội 5 chiến thắng. Không tìm thêm được, đội 5 thua cuộc. Con. Ai tìm được một từ nữa? Khánh Chi. Con vừa là kém cỏi. Chúng ta xét từ kém cỏi nhá. Kém có nghĩa không? Thầy Khải kém môn toán. Ví dụ thầy Khải bị kém môn toán đúng không? Hoặc kém môn toán. Thế bây giờ thầy Khải học cỏi môn toán thôi, cỏi môn toán có được không? Không. Thế bây giờ học sinh học yếu quá, thầy mắng này. Trời ơi, sao con học cỏi thế? Có ai hiểu không? Không đúng không? Như vậy tiếng cỏi không có nghĩa, tiếng kém có nghĩa. Hai tiếng này là K và C nhưng đều là hai cách viết khác nhau của âm đầu cờ thôi. Nên đây là từ lấy âm đầu cờ. Nếu tìm thêm một từ nữa thì cả hai nhóm sai. Thầy mời Bảo An xác định cho thầy. Dẻo dai có phải từ lấy không? Không ạ. Không, vì dẻo có nghĩa dai có nghĩa tè luôn. Lớn lên có phải từ ghép hay không? À, có phải từ lấy hay không? Thầy mời Ngọc Mai nào. Lớn lên có phải từ ghép không? Hay từ lấy? Em thưa thầy là không ạ. Không phải từ gì? Không phải từ lấy ạ. Đúng rồi, lớn có nghĩa. Thầy Khải rất lớn. Thầy Khải lớn hơn bạn Mai. Đúng không? Nhưng mà lên này, lên là đi lên. Đúng không? Cả hai tiếng đều có nghĩa. Vì vậy đây là từ ghép rồi, tè luôn, đúng chưa? Mệt mỏi. Ôi các con ơi, hôm nay thầy mệt quá, bao nhiêu người xin chữ ký. Đấy, mệt đúng không? Ôi thầy mỏi hết cả tay vì phải ký cho fan hâm mộ. Đấy các con thấy không? À, mệt có nghĩa, mỏi có nghĩa, tè. Tè, 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 tè. Chúng ta cùng đếm nhá. Cùng đếm. 1, 2, 3, 4. Ở đâu đâu đâu? Thiếu là 4. 1, 2, 3, 4 và 5 từ lấy. Như vậy đội 5 đã giành chiến thắng. Dành một tràng vào tay cho đội 5 nào. Những ai vừa chiến thắng thả tim ra đây. Thả tim, đừng bật mic. Thả tim ra này. Rồi, chúng ta dê với nhau cái này. Cho các đội 4, cho đội 4 thèm luôn. 1, 2, 3. Dê. Xin cảm ơn các em đã theo dõi video. Nếu các em muốn học với trọn bộ bài giảng kèm theo phiếu bài tập cùng chương trình giải bài miễn phí với học phí hết sức tiết kiệm, chỉ có 500.000 đồng một năm thôi, thì các em vui lòng đăng nhập vào trang web thầylêquangkhải.com hoặc các em có thể Zalo trực tiếp cho thầy theo số điện thoại 0943734664 để đăng ký nhé. Xin chào toàn thể các em, chúc các em học tốt.